Xin chào các bạn đã đến với bản mod VIP 14. Đây là bản xịn nhất hiện tại. Ở bản này thì khi bắt đầu vào game, các bạn chọn một server bất kỳ thì các bạn sẽ được chọn luôn phần nhân vật và không cần phải xem phần giới thiệu nào hết. Nghĩa là đỡ mất thời gian hơn so với các bản khác. Mấy bản khác cứ vào ban đầu là các bạn cứ phải làm theo hướng dẫn này thì bạn sẽ nhận được ngay đó là 88.888 kim cương. Lên ngay VIP 14, 1.000 mảnh vạn năng đỏ và một Celebi 8 sao và 4 sao để trải nghiệm. Đây là quà ban đầu của phần VIP 14 này, các bạn sẽ được trải nghiệm ngay Celebi. Và đây là level 4 này, sau khi mình thử. Đó là quest level. Lên được level 15 này. Lên được level 22 luôn này, mà không phải gặp bất kỳ cái hướng dẫn nào của game này này. Đó là một cái rất hay, bỏ qua tất cả hướng dẫn để giúp cho người chơi đỡ mất thời gian hơn. Và hiện tại trong game này nó đang có sự kiện đó là Red Draw của 2S cộng Rayquaza với Lugia. Đợt này các bạn sẽ, nếu mà bạn muốn trải nghiệm Mega Rayquaza sớm trong vòng 1 tuần thì các bạn sẽ quay Red Draw ở sự kiện này. Ở cái phiên bản VIP 14 này thì bạn sẽ lên level rất là nhanh. Đầu tiên đó là mua thể lực. Các bạn tốn 5 lần lượt đầu tiên này, các bạn mua thể lực sẽ được nhân đôi. Mỗi lần mua thể lực là 480. Tức nghĩa các bạn mua 5 lần đầu các bạn đã có 960 thể lực rồi. Do đó cái game này mình cày dạng như là mua thể lực được ấy, thì trong khoảng tầm 4 ngày các bạn đã lên được 70 rồi, để Mega rồi. Trong đó khoảng 3 ngày nữa thì các bạn mở chế độ Mega là các bạn có thể đổi được Mega Rayquaza. Về quà đăng nhập thì kim cương cũng nhiều này. Quà 3 ngày là được 1.000 này, 6 ngày thì mình nhớ được 1.500. 10 ngày thì bạn được 2.000 kim cương và cứ như vậy. Các bạn nào, đây là nhận quà hàng ngày. Quà hàng ngày thì có 10 mảnh vạn năng đỏ với 20 mảnh vạn năng vàng mỗi ngày. Bạn sẽ nhận được 21 vé quay Pokemon bậc S cộng trong này khi làm được đủ đến điểm năng động 80, 20 cái điểm thể lực được có được hai đổi ra được 2.000 và các bạn sẽ được trải nghiệm Masadao ở trong cái phiên bản này. Mỗi ngày các bạn làm hoàn thành sẽ được 2.100 kim cương, cộng thêm với 400 kim cương ở đây nữa. Khi các bạn tiêu được 880 là các bạn coi như một ngày các bạn kiếm được 2.500 kim cương rồi. Vẫn năng đỏ, mấy cả mệnh vẫn năng vàng rất là nhiều cho ban đầu. Khởi đầu vào game các bạn đã có 1.200 mảnh vẫn năng đỏ rồi. Tiếp theo, đó là màn quay pet ở trong này. Ở trong cái game này thì khi các bạn quay cái thẻ quay kim cương như thế này, các bạn sẽ có cơ hội nhận được là S cộng 4 sao, đó là con Jessex này, hoặc là con Mewtwo ở trong sự kiện này. Ví dụ như quay Red này cũng vậy này. Ở đây thì mình sẽ lấy con Mega Rayquaza, lấy con Rayquaza để sắp tới sẽ Mega nó. Như các bạn thấy đó là mình mới mua được một lần thể lực và quest thôi và bây giờ đã lên được level 31 rồi. Bắt đầu từ level 31 trở đi thì các bạn sẽ nhận được phần quà hàng ngày. Phần quà hàng ngày này thì các bạn sẽ khi mà đủ level và đủ số ngày chơi thì các bạn sẽ nhận được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở dưới các clip của mình làm thì mình sẽ để cái phần phản hồi để có phần gọi là link đăng ký tài khoản này. Các bạn để ý link tạo tài khoản và lấy quà đăng nhập nhé. Link tải game này. Có hai link Mediafire và Google Drive này và app giảm lag mạng để tải cập nhật này. Mình lại hướng dẫn lại về cách lấy quả đăng nhập của game này. Mình lại hướng dẫn lại về cách lấy quả đăng nhập của trong game này. Thì các bạn ấn vào cái link đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ hiện ra trang như thế này rồi này. Thì
Các bạn sẽ ấn sang trang cái phần bên cạnh như thế này thì nó sẽ là phần đăng nhập khi các bạn đã tạo được tài khoản rồi. Bây giờ bắt đầu đăng nhập vào game. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đăng nhập này vào trong cái trang web này này. Đó là các bạn đã đăng nhập rồi. Nếu các bạn mà có cái phần dịch thì nó sẽ đơn giản hơn. Đầu tiên đó là các bạn phải chọn một cái server các bạn vừa mới tạo. Lúc nãy mình như mình tạo ở server 24. Đúng rồi, level 31. Level server 24 đây. Mình vừa tạo lúc nãy xong, bây giờ nó đã hiện ra rồi. Mình đã vừa đăng nhập được ngày 1 và level 30. Ok, mình nhận. Xong, thu thập thành công. Trong game này thì các bạn để ý đó là những ngày thứ 2, thứ 3 này, các bạn sẽ nhận được thêm đó là mảnh vạn năng đỏ này, xong rồi thêm nhiều đồ nữa này, xong đến ngày thứ 5 thì các bạn sẽ nhận được 20 mảnh của Asgardinja. Ngày thứ 6 cũng là Asgardinja tiếp. Và nếu các bạn lên được Mega Rayquaza sớm trong đợt này ấy, thì đến ngày thứ 8 các bạn sẽ nhận được skin của Mega Rayquaza trong vòng 7 ngày. Và đến ngày thứ 10 các bạn sẽ có 100.000 kim cương và 1.000 mảnh vạn năng đỏ. Đủ để các bạn có thể up một con bậc S cộng nào đó lên 11 sao. Thì phiên bản này nó rất là ưu đãi. Đây là cách mà kiểu dạng như nhận quà nó đủ level này. Mỗi ngày chỉ nhận được một lần rồi. Khi các bạn đã nhận được xong rồi nhé, thì các bạn ấn vào cái phần tài khoản của bạn như này. Thì các bạn vào phần hộp dàn dựng này này. Phần thứ tư thì nó sẽ hiện ra cái món quà mà bạn vừa nhận, đó là quà ngày 1. Các bạn ấn vào phần này để cho nó chuyển về hộp thư của bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào trong game của mình để xem món quà đó. Lại quay lại về account vừa tạo lúc nãy của mình. Mình đã vừa gửi quà qua rồi. Đấy, bây giờ thư bắt đầu hiện lên. Đây là quà ngày 1 của mình. Đó là 500 mảnh vạn năng, 500 mảnh Ditto vàng. Ditto vàng dùng để nâng sao cho Pokemon bậc S. Ok. Giờ các bạn để ý nhá, đó là lên được con Mega Rayquaza thì đó là các bạn sẽ cần đó là 11 sao. Trong này các bạn đang có sẵn là 1221 rồi. Các bạn sẽ đổi đến tầm 1021 mảnh, bởi vì là nó sẽ cần đến 200 mảnh để có thể gọi như là để đổi ra cái để đổi lên Mega ấy. Thì bây giờ ban đầu tiên cái số lượng ấy, mảnh vạn năng ngay cho bạn ngay ban đầu để các bạn chơi ấy, sẽ lên được lên bao nhiêu sao. Bây giờ các bạn chỉ cần 10 con S cộng bất kỳ 4 sao và 8 con S cộng 4 sao hệ rồng hoặc là bay thì các bạn sẽ lên được con Mega Rayquaza. Từ giờ đến 7 ngày đó thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu phần quà đăng nhập. Các bạn có thể mua mảnh của con Mewtwo ở đây với giá rất là rẻ. Chỉ 4.880 được một con rồi này. 6.800 lại thêm được hai con nữa này. Xong rồi 10.000, tức là 20.000 các bạn đã có được 4 con rồi. À đâu, đến 5 con rồi thì các bạn sẽ thừa sức để lên được Mega Ray chắc trong khoảng 1 tuần thôi. Sớm để trải nghiệm. Trong này có bạn hỏi là lên con Mega con gà lửa này hay là Mega Skizo. Thực ra là hai con này là hai con bậc S. Các bạn có thể lấy nó ở trong cái bản chính thức được để chơi, chứ còn ở trong bản lậu này thì chơi mấy con S này làm gì, bởi vì là
Mấy con S này ngay ở trong bản thường hay là những bản lậu khác thì các bạn hoàn toàn có thể lấy được. Và nó, trong game này thì các bạn có test được sức mạnh của nó đâu. Bởi vì là những người chơi khác toàn là những người chơi nạp theo kiểu mà như thế này. Toàn người chơi kinh khủng như thế này thì các bạn lấy mấy con bậc S đấy làm gì? Mục đích của cái chơi bản lậu này đó là để trải nghiệm những con S cộng mới, nhưng S mà nó chưa ra mắt ở bản tiếng Anh hay là rất là khó lấy ở bản đó. Chứ còn chơi mấy con S này thì các bạn tốt nhất là nên chuyển qua bản chính thức chơi, nó còn hay hơn, bởi vì là bộ skill của những con trong này toàn là những con chưa chỉnh sửa. Khi nào mà game này có sự kiện mới thì mình sẽ lại làm tiếp này.